Nga dùng UAV làm nổ tung xe chở các chỉ huy Ukraine gần Kupiansk. Hỏa thần nhiệt áp Nga chiến thắng sau trận chiến kéo dài 3,5 giờ với xe tăng Ukraine. Hamas nấp trong ngóc ngách, bắn B-41 trúng xe tăng Israel ở cự ly gần. Iran giương lá cờ đỏ báo thù lần đầu tiên kể từ năm 2020. Hàn Quốc tập trận bắn 400 quả đạn pháo, huy động cả xe tăng. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là các tin tức cập nhật nóng về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã dùng UAV làm nổ tung xe chở các chỉ huy Ukraine gần Kupiansk. Các máy bay chiến đấu của Nga thuộc nhóm chiến đấu Zapad đã cho nổ tung một chiếc ô tô chở các lãnh đạo quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine bằng một đàn máy bay không người lái FPV. Cuộc tấn công được thực hiện ở hướng Kupiansk. Người lính làm nhiệm vụ nêu trên thuật lại rằng, xe bọc thép của địch đang di chuyển băng qua cánh đồng dọc theo vành đai rừng. Máy bay không người lái tấn công từ phía bên trái. Chúng tôi làm việc mỗi ngày để tìm kiếm mục tiêu mới. Chúng tôi đã bắn trúng hàng chục mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, trên hướng Kupiansk, với sự hỗ trợ của các đơn vị pháo tự hành Akashiya, quân đội Nga đã tiêu diệt một nhóm lính bộ binh của lực lượng vũ trang Ukraine. Nơi tập trung nhân lực của địch được xác định bởi người điều khiển máy bay không người lái. Người này truyền dữ liệu chính xác cho tổ pháo binh. Nga và Ukraine vừa có một trận giao chiến nảy lửa kéo dài 3,5 giờ đầy ác liệt. Cuộc chiến được định đoạt khi hỏa thần nhiệt áp của lực lượng vũ trang Nga khai hỏa, quét sạch chiến trường. Hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Sozepec của Nga đã thể hiện tất cả những đặc tính chiến đấu tốt nhất trong trận chiến với lực lượng vũ trang Ukraine, được trang bị vũ khí NATO. Trận chiến giữa pháo nhiệt áp Sozepec với binh sĩ Ukraine kéo dài 3,5 giờ, sau đó pháo Nga bắn trúng xe tăng Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống Sozepec sau khi bắn trúng xe tăng Ukraine đã nhanh chóng rút lui về vị trí hậu phương. Các đội pháo binh TOS-1A Sozepec của Nga luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trinh sát cung cấp dữ liệu về vị trí của đối phương và xác nhận mục tiêu trước khi thực hiện đòn tấn công. Hệ thống súng phun lửa TOS-1A Sozepec đã được sử dụng để bắn phá các vị trí của Ukraine kể từ khi bắt đầu các cuộc tấn công của Nga. TOS-1A hỗ trợ hỏa lực trực tiếp để bổ sung cho xe tăng chiến đấu chủ lực và xe chiến đấu bộ binh trên chiến trường, sử dụng đạn nhiệt áp 220mm tạo ra vụ nổ cực lớn khi chạm mục tiêu. Trên chiến trường, quân đội Nga đã chuyển sang giai đoạn tấn công mới ở Ukraine, trong khi Ukraine đã giúp các hệ thống phòng không lùi sâu về khu vực hậu phương. Kênh Telegram Chiến dịch Z, phóng viên chiến trường của mùa xuân Nga ngày 6 tháng 1 đưa tin, quân đội nước này đã bắt đầu tấn công thành phố Avdiivka của Ukraine từ mọi hướng, cùng với các đợt nã pháo quy mô lớn. Trước đó, chuyên gia quân sự Andrei Koskin dự báo giai đoạn mới của cuộc tấn công vào Avdiivka có thể thực hiện được nhờ việc giải phóng Mariinka. Chuyên gia này bình luận, tôi thực sự hy vọng Avdiivka sẽ không cầm cự được lâu vì các cuộc pháo kích và các khu vực yên bình của Donetsk cũng xuất phát từ đây. Việc quân đội Nga chuyển sang giai đoạn tấn công mới được biết đến vào cuối tháng 12 năm 2023. Theo TASS, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai, ông Jan Gagin cho biết, quân đội Ukraine đã rút các hệ thống phòng không lùi sâu về khu vực hậu phương do các cuộc tấn công dữ dội của pháo binh và máy bay không người lái của Nga. Ông Gagin cho hay, cường độ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh của chúng tôi và các hệ thống phòng không Ukraine đã dẫn đến việc lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải rút các hệ thống phòng không còn lại, càng xa tiến tuyến càng tốt và lùi sâu về khu vực hậu phương. Cùng ngày, sĩ quan cấp cao thuộc Trung tâm Báo chí Nhóm tác chiến của Nga Leonid Sarov cho biết pháo binh nước này đã tấn công hơn 100 cơ sở của Ukraine ở khu vực Krasny Liman. Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine đã thu được bằng chứng cho thấy các lực lượng Nga có kế hoạch trang bị đạn chùm cho tên lửa hành trình KH-32. Nếu đây là sự thật, sức mạnh của quân đội Nga sẽ được gia tăng đáng kể. Thông tin từ Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine NRC cho biết, các tài liệu làm việc của Cục Thiết kế Raduga, Dubna, Moscow, nơi sản xuất tên lửa hành trình phục vụ quân đội Nga đã bị rò rỉ. Theo đó, tài liệu tiết lộ vào tháng 10 năm 2023, Bộ Quốc phòng Nga đã giao cho các kỹ sư nhiệm vụ sửa đổi tên lửa hành trình KH-32 để kết hợp với đầu đạn chùm. Trong một tuyên bố hôm 5 tháng 1, NCR nhấn mạnh việc sử dụng tên lửa hành trình KH-32 với đạn chùm đến nay vẫn chưa được ghi nhận. Ukraine lưu ý rằng, đoạn tài liệu có nhắc tới cụm từ sản phẩm 132 có khả năng ám chỉ tên lửa KH-32. Ngoài ra, một thuật ngữ khác cũng xuất hiện là sản phẩm 9A-22. Được biết, thuật ngữ này đã được hiển thị phần đầu đạn của tên lửa KH-22.
Các nhà phân tích nhận định, nhiều khả năng ngành công nghiệp quân sự Nga thực sự đang nghiên cứu một đầu đạn thống nhất có thể được trang bị trên cả KH-32 và KH-22. KH-32 về cơ bản là phiên bản hiện đại hóa của KH-22, mặc dù quá trình phát triển của nó bắt đầu từ những năm 1980, nhưng nguyên mẫu đầu tiên của KH-32 chỉ được công khai vào năm 2016. Việc sử dụng chiến đấu lần đầu tiên của dòng tên lửa này được ghi nhận vào năm 2022. So với KH-22 nguyên bản, KH-32 có trọng lượng đầu đạn nhẹ hơn, cho phép tăng tầm bắn lên 1.000 km. Ngoài ra, tên lửa còn được trang bị động cơ tên lửa lỏng hiện đại hóa. KH-32 sử dụng đầu dẫn radar. Nga từng tiết lộ tầm dẫn đường của đầu tên lửa chỉ lên tới 300 km, và để có tầm bắn xa hơn, nó cần có sự dẫn đường từ bên ngoài. Máy bay duy nhất có khả năng mang tên lửa dẫn đường KH-32 là máy bay ném bom Tu-22M3M nâng cấp. Hiện giới chức Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên. Nhiều chính phủ phương Tây đang ký kết các hợp đồng lớn để bắt đầu xây dựng lại kho dự trữ đạn dược sau khi gửi lượng lớn vũ khí cho Kyiv vào thời điểm xung đột Israel-Hamas và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào các tàu ở Biển Đỏ đang tạo ra nhiều bất ổn hơn. Đặc biệt là ở Anh, khi quốc gia này gần như không còn gì trong kho dự trữ quân sự sau khi gửi vũ khí cho Ukraine. Nhật báo The Times của Anh mới đây trích dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết Anh không còn gì trong kho dự trữ quân sự của mình sau khi gửi vũ khí tới Ukraine. Nguồn tin trên tiết lộ, trong bối cảnh đó, các quan chức Anh và châu Âu khác vẫn tăng tốc để tăng cường sản xuất vũ khí nhằm tiếp tục thúc đẩy cuộc chiến ở Ukraine, mặc dù biết rằng Kyiv không thể giành chiến thắng trên chiến trường. Tờ The Times viết, các sĩ quan tình báo quân sự cấp cao của Anh tin rằng Ukraine không thể giành chiến thắng cho cuộc chiến chống lại Nga vào năm 2024 vì nước này không có nhân lực hoặc vũ khí cho một bước đột phá lớn trên chiến trường. Bất chấp thực tế trên chiến trường, một số quan chức Anh khăng khăng rằng NATO chỉ cần thời gian để tăng cường sản xuất vũ khí nhằm đánh bại Nga. Nhưng thời gian rõ ràng đang đứng về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin khi sự mệt mỏi vì xung đột đang ngày càng gia tăng ở phương Tây. Tổng thống Vladimir Putin có thể sẽ thực hiện nhiều chuyến thăm nước ngoài trong năm 2024 khi nhà lãnh đạo Nga nhận được lời mời từ hàng chục quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo hãng thông tấn TASS, Điện Kremlin vẫn chưa công bố về lịch trình các chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Nga. Ông Putin từng chia sẻ về khả năng có những chuyến thăm tới các quốc gia thân thiện với Nga trong năm 2024. Tôi không loại trừ, nhưng tôi chưa có kế hoạch gì cho đến nay. Trong những tháng qua, Tổng thống Nga đã nhận được lời mời đến thăm từ Việt Nam, Brazil, Burundi, Iran, Iraq, Triều Tiên, Cuba, Mông Cổ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác. Trong năm 2024, ông Putin có thể tới dự một số sự kiện như Hội nghị Thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức tại Brazil vào tháng 11, Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC được tổ chức tại Peru. Nga cũng đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên nhóm BRICS trong năm nay và hội nghị thượng đỉnh của nhóm sẽ được tổ chức tại Kazan. Ngoài ra, hội nghị thượng đỉnh cộng đồng các quốc gia độc lập CIS cũng sẽ được tổ chức tại Nga. Vào năm 2023, Tổng thống Nga từng tới thăm Kyrgyzstan, Trung Quốc, Kazakhstan, Belarus, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Ả Rập Xê Út. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác liên quan đến xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas. Các lực đoàn vũ trang Al-Qassam của phong trào Hamas mới đây công bố clip ghi cảnh các chiến binh của họ nấp trong các ngóc ngách tòa nhà và bất ngờ bắn súng chống tăng B-41 về phía các xe tăng Israel ở cự ly gần. Ẩn mình trong các tòa nhà đổ nát, các chiến binh Hamas siết cò súng B-41 bắn thẳng vào xe tăng Israel tại dải Gaza. Đoạn video được Hamas đăng trên trang Telegram của tổ chức này. Trong clip, các chiến binh Hamas di chuyển khẩn trương và linh hoạt trong các tòa nhà đổ nát để bí mật tiếp cận xe tăng Israel ở cự ly gần nhất có thể, rồi nã đạn B-41 vào đó. Do lực lượng ít hơn, vũ khí kém hơn, các chiến binh Hamas không thể dàn hàng ngang mà chiến đấu với quân đội Israel, vốn được trang bị mạnh và huấn luyện tốt hơn nhiều. Thay vào đó, lính Hamas phải áp dụng chiến thuật du kích, giấu mình trong các ngóc ngách của đô thị, rồi giáng những đòn bất ngờ vào lực lượng Israel có mặt tại Gaza. Trong clip có thể thấy chiến binh Hamas chạy từ góc này đến góc khác của một tòa nhà nào đó, hoặc từ tòa nhà này sang tòa nhà khác để tìm vị trí bắn thích hợp, có thể từ ban công, từ cửa sổ, từ mé tường. Sau khi nhả đạn, chiến binh Hamas phải cơ động rút lui ngay để phòng bị đối phương bắn trả. Trên đường phố nhỏ hẹp, xe tăng thường khó xoay sở, góc nhìn hẹp và dễ bị hở sườn. Ngoài vũ khí chủ lực là súng chống tăng B-41, chiến binh Hamas còn sử dụng cả súng cối để nã về phía đối phương. Một lá cờ báo thù màu đỏ đã được treo trên thánh địa của Iran sau vụ đánh bom khiến hơn 300 người nước này thương vong. Thế giới đang nín thở theo dõi hành động trả đũa của Iran sau khi phải chịu tấn công nghiêm trọng.
lá cờ biểu thị mong muốn trả thù cho những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 3 tháng 1 năm 2024 ở Kerman. Ngày hôm đó, hơn 100 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong hai vụ nổ gần nghĩa trang, nơi chôn cất tướng Qasem Soleimani. Vụ nổ đầu tiên xảy ra cách mộ viên tướng 700 mét, vụ thứ hai ở khoảng cách khoảng 1 km từ vật thể. Lần cuối cùng, lá cờ đỏ báo thù này được treo là sau cuộc tấn công của Mỹ diễn ra vào tháng 1 năm 2020, khi chỉ huy vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC Qasem Soleimani và các chỉ huy của lực lượng huy động nhân dân thân Iran bị ám sát ở Baghdad. Trước đó có thông tin cho rằng có tới 11 chỉ huy cấp cao của IRGC, một phần của lực lượng vũ trang Iran đã thiệt mạng do cuộc tấn công của không quân Israel vào sân bay Damascus trong đêm 29 tháng 12 năm 2023. Các nhà phân tích tin rằng thiệt hại tích lũy đối với IRGC do cuộc tấn công này nghiêm trọng hơn nhiều so với những vụ việc gần đây. Đó cũng là kết quả của một chiến dịch do Israel tiến hành nhằm vào chỉ huy cấp cao IRGC, ông Reza Mousavi. Hiện tại chưa rõ phản ứng của Iran sẽ ra sao, nhưng có vẻ sẽ rất khó đối với Tehran nếu họ phải đối đầu cùng lúc với IS, quân đội Mỹ và cả Israel trên quy mô toàn diện. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận quân đội nước này đã tiến hành tập trận, bắn 400 quả đạn pháo vào vùng biển phía nam đường giới hạn phía bắc, biên giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên. Cuộc tập trận nhằm đáp trả vụ Bình Nhưỡng bắn 200 quả đạn pháo trước đó cùng ngày 5 tháng 1. Nhật báo Đông A Inbo ngày 6 tháng 1 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận bắt đầu vào lúc 15 giờ theo giờ địa phương dưới sự chỉ huy của lực lượng phòng thủ quần đảo phía Tây Bắc. Pháo tự hành K-9 và xe tăng đồn trú trên đảo Yongpyeong được huy động tham gia tập trận. Bộ trưởng Quốc phòng Shin Kwon-sik và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thị sát cuộc tập trận được truyền hình trực tiếp từ sở chỉ huy. Cuộc tập trận được mô phỏng theo kịch bản tấn công một mục tiêu giả định ở phía nam NLL. Quân đội Hàn Quốc tuyên bố động thái này nhằm đáp trả hành động của Triều Tiên tại vùng đệm được thiết lập dọc NLL theo thỏa thuận quân sự liên Triều ký năm 2018. Ngoài vụ bắn đạn pháo vào sáng ngày 5 tháng 1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định không phát hiện bất kỳ hoạt động bất thường nào khác của quân đội Triều Tiên. Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã tung ra những lời lẽ chỉ trích gay gắt nhất nhằm vào người tiền nhiệm Donald Trump, cáo buộc cựu Tổng thống có tư tưởng Đức Quốc xã và là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Tổng thống Biden nhận xét về người tiền nhiệm trong bài phát biểu ở bang Pennsylvania, Mỹ, nhân kỷ niệm 3 năm sự kiện những người ủng hộ ông Trump gây ra vụ bạo loạn chết người ở Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ông Biden nêu rõ, ông Trump sẵn sàng hy sinh nền dân chủ của chúng ta, tự mình nắm quyền. Ông Biden cho rằng, cựu Tổng thống, người từng bị luận tội 2 lần và những người trung thành với ông vẫn ôm ấp bạo lực chính trị trước cuộc bầu cử năm 2024. Theo đương kim Tổng thống, ông Trump muốn quay lại Nhà Trắng, chủ yếu là để trả thù và trừng phạt các đối thủ chính trị. Ông Biden đã chọn một địa điểm mang tính biểu tượng cho bài phát biểu gần Valley Forge, địa điểm lịch sử nơi George Washington tập hợp lực lượng Mỹ chiến đấu chống lại thực dân Anh gần 250 năm trước. Nhà lãnh đạo nói mình là người bảo vệ các thể chế của nước Mỹ, cảnh báo rằng nếu ông Trump giành được nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng, chính nền dân chủ sẽ gặp nguy hiểm. Ông Biden nói ông Trump là kẻ bệnh hoạn khi cười nhạo vụ chồng của cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bị tấn công bằng búa, đồng thời gọi ông là kẻ thua cuộc trong cuộc bầu cử năm 2020. Đương kim Tổng thống cũng chỉ trích người tiền nhiệm vì những bức thư tình gửi nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un và sự ngưỡng mộ dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế Giới Nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại.